Bom đang đứng ở hiện trường set quay của MV đầu tiên. Thì với MV này mọi người có thể thấy là nó sẽ mang một âm hưởng của Nam Mỹ Latin, cũng giống như cái cách mà Bom chọn trang phục, tự chọn makeup, layout cũng như là quần áo thì Bom cũng sẽ tự chuẩn bị mình, bởi vì Bom rất là pretty girl playing hard to get, brown skin, red lips, tight waist. Nếu để em về một mình thì em là tội đồ. Thôi em lấy xe anh đi cho thế nào phải chậm trồ. Có từ ghét ngôn là có từ dài, mà có từ nói đại. Xin chào các bạn, mình là CJ và mình là rapper trên sản phẩm Anh Không Làm Gì Đâu. Mình rất là vui khi mà mình được tham gia cái dự án này. Đây có lẽ là có thể gọi là một bước mới trong sự nghiệp rapper và nghệ sĩ của CJ. Và CJ cũng sẽ là tuyệt vời trong dự án ngày hôm nay. Làm ý mật, nếu làm gì sai thì anh sẽ thừa nhận. Khi làm em feel right là một phần. Không nợ anh ơi, em không cần đâu. Nhưng mà anh tin là ta cần nhau. Em không phải cá, anh không cần câu. Vậy anh là cá, em là càng câu right. Girl, quit playing, don't be tripping. Netflix and chill, không thấy vài ly. Anh chẳng muốn làm gì, vì gì là của chú. Còn em mà hứng thú, thì hay là của ai. Bye.